Ôi ôi ôi, xin chào bạn. Bạn có phải là vận động viên Nguyễn Thị Huyền bộ môn điền kinh phải không? Đúng rồi, là mình đây. Theo mình được biết thì ở SEA Games 31 thì bạn đã đoạt được 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho bạn một thử thách, cũng là chạy thôi, nhưng mà là chạy giật lùi 50 m. Xem là bạn sẽ chạy trong bao nhiêu lâu nha, bạn có chấp nhận thử thách không? Được thôi, mình rất sẵn sàng. 3 2 1 go!